cửa ngõ phía Nam, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, tuyến đường Ngọc Hồi Giải Phóng, quốc lộ 1A, cầu Thanh Trì Vành Đai 3, giao thông nhìn chung thông thoáng. Lượng phương tiện lưu thông bắt đầu đông đúc, gia tăng đáng kể theo hướng vào nội đô thành phố. Tuy nhiên, giao thông vẫn diễn ra tương đối thuận lợi. Tính đến thời điểm hiện tại thì lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh đổ về thành phố Hà Nội cũng là rải rác, mật độ phương tiện lưu thông hoàn toàn bình thường, không có tình trạng gia tăng đột biến đến mức gây ùn tắc giao thông. Còn tại các bến xe lớn ở Hà Nội như bến xe Mỹ Đình, bến xe nước ngầm, người dân cũng mang theo nhiều hành lý trở lại thủ đô. Các bến xe thông thoáng, vắng vẻ do lượng hành khách qua lại ổn định. Giá vé được các nhà xe chấp hành theo đúng quy định, không tăng bất thường dịp Tết để đảm bảo việc đi lại của nhân dân. Đi từ Nghệ An ra thì số lượng hành khách thì là giường bao nhiêu thì người bấy nhiêu, không chen chúc. Nói chung là năm trước thì Covid nhiều thì là không có khách, nhưng mà vấn đề là giờ là bình thường thì là khách vẫn bình thường, không đông lắm. Ngày nghỉ Tết cuối cùng năm nay, giao thông có lẽ cũng không tăng quá đột biến do người dân đã rải rác trở về thủ đô trong 1-2 ngày gần đây. Hơn nữa, ngày mai là ngày làm việc đầu tiên, là ngày thứ 6, sau đó lại đến 2 ngày nghỉ tiếp theo, cho nên lượng người dân như học sinh, sinh viên hay lao động tự do trở về thủ đô cũng không quá nhiều trong thời điểm ngày hôm nay. Tuy nhiên, theo lực lượng cảnh sát giao thông, vẫn sẽ tổ chức ứng trực 100% quân số để phân luồng từ xa. Thì hiện tại đội cảnh sát giao thông 14 là bố trí liên tục cán bộ chiến sĩ trực chiến 24/24 giờ từ bắt đầu từ sáng mùng 4 Tết, và chúng tôi luôn đảm bảo được giao thông trên thông suốt trên tuyến. Đối với cả các chốt, các tuyến tuần tra thì liên tục là có cán bộ chiến sĩ đứng trực chiến, và thứ hai đối với các tuyến tuần tra thì liên tục tuần tra khép kín địa bàn để xử lý kịp thời những cái tình huống phát sinh, không để ùn tắc hay là có những tình huống gây tai nạn giao thông có thể xảy ra trên tuyến. Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân nên chọn lộ trình và thời điểm thích hợp để trở lại thủ đô, tránh gây áp lực giao thông trong một thời điểm để việc đi lại được dễ dàng và thuận lợi.